khỏi microphone. Mâu Nhật Phật, hôm nay ngày 22 tháng 6, sáng thứ bảy tại đỉnh núi Thiên Long Sơn. Mấy thầy trò ở đây có mặt khoảng mấy chục người. Làm cái clip nho nhỏ. Dài quá cũng không được mà nhờ. Cho vui. Nhìn ai cũng mạnh khỏe, tươi trẻ, vui vẻ là mừng. Thì trước khi vô đề, Thù nói đọc cái bài sấm này, nó sẽ ứng nghiệm trong vài tuần nữa, của Đức Thầy. Tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà. Thì bữa Thù đã nói là hai tiếng sấm rồi, mình chỉ chờ một tiếng sấm nữa là sư tổ sẽ xuất hiện và sư phụ được về Việt Nam. Hôm bữa ở Hà Nội một đống tiếng sấm, 1000 tiếng sấm. Cái đó không phải là tiếng sấm thiệt, cái đó chỉ là diệt trừ mấy cái âm binh ô trượt đồ của Hà Nội thôi, để mà chuẩn bị đón một vị Phật sắp ra đời. Cho nên những cái tiếng sấm mà bữa Hà Nội đó không phải. Tiếng sấm nổ này ngay trên núi Cấm giờ rất là lớn, khủng khiếp, sẽ làm nứt đất nẻ rồi ra hết. Mấy ông rồng á được lệnh nằm ở đó nhiều cả chục, 20.000 năm rồi, sẽ sắp sửa rời rồi. Giống như chung á là bên nhà nó thờ cái đó là thiệt đó, 100% luôn á, là Đức Thầy xuất hiện khi tiếng sấm này sẽ nổ. Thì hôm nay là tiếng cuối cùng. Thì hiện bây giờ cả thế giới hoang mang, mọi người hoang mang, tất cả các hội thiên cũng hoang mang. Tin sư phụ mình cũng 90% ta nghe đừng tin hết nha con. Chờ sư phụ làm minh dương rồi lúc đó tin hết. Sư phụ không có muốn đứa nào tin 100% đâu. Tin 100% á là sư phụ nói là mê tín dị đoan á. Thiệt mà, chỉ có một mình sư phụ biết và cha thượng đế biết thôi, với Đức Thầy thôi. Còn mấy đứa con 90 là sư phụ đã mừng rồi, hơi 50 cũng mừng nữa. Nó rất là mơ hồ đúng không? Đã 80, 70 đi, ok. Còn sư phụ là 1 triệu trên 1 triệu. Thượng đế nói không bao giờ sai. Nếu sai, tất cả kinh điển của Hòa Hảo, của Bửu Sơn Kỳ Hương, của Ngũ Đại Truyền Thừa, của ông Trạng Trình, của Lưu Bá Ôm, của Thư Bối Đồ, của Notre Dame Miss, của bên Cao Đài đều sai hết. Và kinh Khải Huyền của Công Giáo cũng sai hết sao? Chúa xưa nói cũng sai sao? Tại Chúa nói khi ta có một vương quốc của ta, tiếng nói của ta sẽ loan rộng toàn thế giới mà. Thì bây giờ ở đâu thấy Chúa đâu, cũng đâu có ai mà có vương quốc đâu. Thì tất cả kinh điển trên thế giới này đều sai hết. Nếu cái này không xảy ra, thì Hồ Chí mong các đệ tử chỉ tin 50 thôi. Chứ đừng có như những đứa nó khôn quá thành nó ngu quá, rồi cuối cùng nó phản thầy phản bạn, để mà nó đi đọa địa ngục vô gián. Thù cứu không có nổi. Để khi đã phạm thượng nặng rồi, thù cứu không có nổi thiệt đó. Cha cũng không chấp nhận nữa, mẹ cũng không chấp nhận nữa. Tại nó là một cái tư tưởng, nó là một cái mầm mống. Họ chập chờn nhiều màu nhiều sắc, rất là khó. Cho nên mình đã tin Thượng Đế thì giữ hình Thượng Đế, hình Phật Mẫu. Tin Thiên Tâm thì đeo dấu Thiên Tâm, đeo trên cổ, đeo tới ngày chết. Đọc được cuốn kinh Thiên Tâm thì gán mà đọc, đó là món ăn tinh thần. Món ăn cao sang mỹ vị không có bằng món ăn này. Mà khi đã bỏ rồi cầm lại không có nổi. Những ngày đầu thua đã thường warning đã nói, sàng lọc là rất là kỹ. Thù chỉ nói là sư phụ là người con duy nhất của Thượng Đế, là minh dương duy nhất của Thượng Đế, là thiên tử duy nhất của Thượng Đế xuống trần. Ở thời nay có 7 dòng hầu hoàng và có cái sự liên hệ rất là chặt chẽ với các chư Phật và thiên đình, không có người thứ hai. Còn ai ở ngoài đó muốn hiểu cái gì hay là nghe những lời của ma quỷ nó xúi dục, nó nói nó xuyên tạc như thế nào, thì do cái tâm của mình nhìn để mà phán xét.
Hổ là người truyền tin, thiên tử không có làm lỗi. Thiên tử luôn luôn lúc nào cũng nghe lời cha dạy, mẹ dạy. Thiên tử luôn luôn lúc nào cũng nhớ bổn phận của mình, phải làm cho cái quả địa cầu này từ cực ác thành cực thiện, năm thứ ác sẽ đi. Thiên tử lúc nào cũng thương 100 triệu dân nước Việt, lúc nào giờ giấc trí tuệ sức khỏe cũng đều hy sinh cho 100 triệu dân nước Việt, là chuyện chung của đại cuộc nước Việt sau này hả, thống lãnh toàn thế giới. Thiên tử không bao giờ nghĩ cái gì riêng tư hết. Còn những ai mà nghĩ riêng tư, nghĩ cho ta, cho cái của tôi, thì cái đó là tà. Ai theo thiên tướng chuyện này mà nghĩ riêng tư thì là không có nên theo. Phải nghĩ chung, người nào theo thiên tướng chuyện thì là phải thương 100 triệu dân, thương dân tộc của mình, thương những cái người hiền trên thế giới, cả người Mỹ, người Mỹ, mà nếu nó hiền. Còn cái nghĩ của tôi và cái ngã của tôi và tôi phải được cái này thì là riêng, thì không có đúng. Tiếng sấm nổ xa hà biến động, thất tướng trần quỷ lộng sang hà. Thất tướng mình phải dịch như thế này là quân khu 7, hay là 7 ông tướng, hay là 7 ông bị Tô Lâm đạp đích đi rồi. Thất tướng trần quỷ lộng sang hà. Hiện giờ quỷ đang lộng đúng không? Kêu binh là quỷ. Chơi với mà Putin là khúc gỗ mục, khúc gỗ mục. Mà cũng chơi một cái nước sắp điêu tàn mà cũng chơi. Đã bị Âu Châu lên án rồi. Rồi hôm nay chơi với một cái nước mà sắp điêu tàn nữa. Thì cũng nghĩ cả thế giới có nhìn nước Việt Nam là để mà ban giao, rồi để mà viện trợ hay là làm ăn không? Vì ai chết? Tô Lâm đâu có chết. Tô Lâm giàu mà. Chỉ có 100 triệu dân sẽ đói tiếp. Nước sẽ không, quốc gia không bao giờ ngóc đầu nổi. Thế hệ trẻ 18-45 sẽ không bao giờ có cơ hội để mà có một cái mái nhà, một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, sức khỏe, được chăm sóc, chất dinh dưỡng đầy đủ. Sẽ không bao giờ có. Nước cứ tiếp tục như thế này. Cho nên cơ trời đi rất là chính xác và rất là đúng. Nhưng mà cơ trời đi nó quá cao siêu. Người thường á, nôn nóng và mong cầu tham lam, khó mà nhẫn nại chờ lắm. Cứ nghĩ là nó là hư ảo. Sẽ không bao giờ hư ảo. Cũng giống như con làm một cái bức tranh mà phu sồ nhỏ nhỏ mà gáp gáp lại đó. Bây giờ thiếu một miếng nhỏ xíu á, cái bức tranh cũng không thành hình nữa. Cái bức tranh cuối cùng là gì? Đức Quỳnh Phú Sổ sẽ tái xuất hiện. Thầy Minh Dương trong cái sấm cơ cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà muốn có cái đó thì phải có cái tiếng sấm. Nếu không có tiếng sấm, sư phụ cũng sẽ không có về được Việt Nam. Tại cả cái thế giới này cũng chả ai tin nữa. Bây giờ đã 2 tiếng sấm rồi mà họ chưa tin. Mà giàu cho dịch mà có nghe sấm, nó điếc rồi. Nó cũng chẳng tin nữa. Trừ khi nào á, người ta vô cái bồ nếp á, người ta bắt con chuột á, là mấy thằng tham nhũng á, nó ăn mập như này, nó bò không được, cái chân nó bị thụt vô trong cái bụng luôn á, thì con lắm cái đuôi nó còn ra thôi. Bây giờ nó đang sung sướng sức mấy mà nó tính. Con có hiểu không? Đức Thầy sẽ xuất hiện, sư phụ sẽ xuất hiện. Cho nên sư phụ hôm nay đọc cái bài này. Tiếng sấm nổ xa hà biến động, thất tướng trần quỷ lộng xa hà. Thì 7 ông tướng hay là quân khu 7, hay là ông nào mà cái thứ của ông là 7 cũng không chừng nữa, thiếu gì ông thứ 7. Thì các con nghiên cứu, thì ông đó mà xuất hiện thì là nước của mình sẽ không còn. Hiện bây giờ nó giống như là đảo chánh thành công á. Hiện giờ Tô Lâm đảo chánh thành công đúng không? Thì đất nước nó đang hoang mang. Là một quốc gia giống như thời thập nhị sứ quân người xưa vậy đó. Một ông mà cầm còi đứng ngoài đường thổi người ta cho phạt người ta nhậu say hay lại. Mà hôm nay á, là nhà chính trị để mà đưa 100 dân tộc lên giàu, con tin có vậy không? Thì trong ông Chạm Trình ông nói chừng nào thằng ngốc làm vua đó. Cái người nào nó có trình độ nào
cái sự học vấn như thế nào thì nó ở vào cái địa điểm đó. Gán kiếm cái số 7 nha con. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà an yên. Ở đây tất cả ở đây 30-40 người, có ai muốn nước nhà mình an yên không? Giơ tay lên. Quá trời đúng không? Tại vì giàu sao á, sư phụ qua Mỹ từ nhỏ 14 tuổi mà sư phụ cũng còn mấy trăm bà con đang ở bển á, sư phụ đâu có gửi tiền nuôi nổi. Mà cái nước nhà không an yên á, mình ở đây á, mình ăn buổi cơm tối ở ở đây á, mình cũng thấy đau lòng nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều có thân nhân ở bển hết. Nước chảy ruột mềm mà. 6 triệu người ra hải ngoại, không có người nào mà gọi là một cái gia đình trọn vẹn ở hải ngoại hết. Mấy con có công nhận không? Sư phụ hồi xưa qua đây có một mình với ông anh, ổng này chết. Còn phải nuôi thằng em 8 tuổi, hai anh em lây lắc. Ở đó có hai mẹ à. Ngủ ngoài xe thì lúc sư phụ học đại học với Nam Cali thì ngủ ngoài xe. Nhưng mà ở Bắc Cali á, hai anh em phải đi xe phòng từ nhà này sang nhà khác. Rồi á, có những người ta không cho xe phòng nữa. Thì mình phải xe cái ra là sướng rồi, là lối đi riêng là sướng. Mà lối riêng lên tới 500. Cái xe phòng có 250 à. Mà 250 là con phải đi trong nhà ta. Mỗi lần á, nửa đêm á, phải canh á, người ta ngủ á, mình mới lén lén ra cái nhà bếp mình nấu ăn á. Mà nấu lập cập ta ra ta chửi. Ô nó khổ đủ kêu hết á. Còn nghe nhạc nó nhẹ xíu. Mà có gặp mấy nhà người ta lộ thính lộ tai, nghe cái là gõ cùng cục lên. Rồi thấy không hợp cái đi tìm nhà khác. Mà ước về xưa mà có cái mobile home, trời ơi là như là thiên đàng, là giống như là thiên đình vậy. Thái tử trên trời ở thiên đình đẹp lắm, cung vàng điện ngọc, mà xuống trần cái lối đi riêng cũng không có nữa. Sau đó cái có một thời gian sư phụ mướn cái building mở hãng á, là sư phụ lựa cái nào cao cao không, cái sư phụ làm cái lửng gác lửng á, chơi lên đó ngủ khỏi trả tiền nhà. Cái building á, tắm thì trong đó nó không có sao rồi, nhưng mà mình lấy nước mình xối xối cũng được. Nhiều trò đó, sư phụ bỏ bất cứ hoàn cảnh nào sư phụ vẫn sống hiên ngang, không có gì gọi là sợ hết á. Cho nên mấy đứa đệ tử đừng sợ chết, trời xanh voi xanh cỏ mà. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, tức là khi tiếng sấm mà cuối cùng á, sắp sửa xảy ra đó, sư phụ dùng cái chữ sắp sửa, 1, 2, 3 đó, giống như cái đồng hồ cao đao á, là sắp sửa đó. Không, bữa giờ mình nói 5 năm rồi không, bây giờ là phụ nó thiệt là sắp sửa, thì nó sẽ nổ từ núi Cấm. Nó không có phải nổ ở Hà Nội, nó cũng không phải nổ ở Sài Gòn, mà nó sẽ nổ núi Cấm. Người đất ở Thất Sơn á, sẽ nẻ ra, nứt nẻ ra. Tại mấy ông rồng á, mấy ông hết nhiệm kỳ 10.000 năm bị mẹ phạt, cha phạt á, mấy ông phải bay đi phải không? Thì đất núi gì đó nó sẽ xáo trộn gì đó. Thì Đức Thầy xuất hiện, sư phụ mới xuất hiện. Thì những cái quan mang, những cái người ta không tin và những cái gì sư phụ nói lâu nay lâu quá mà bao tử nó đói, ta đâu có nhận này ta tin. Thì lúc đó họ mới quản hồn, họ mới đi kiếm sư phụ. Cho nên những hàng đệ tử mà chờ không nổi mà hôm nay dục hình cha hình mẹ vô thùng rác, dục dấu thiên tâm vô thùng rác, thì lúc đó nó cũng sẽ trở về nó kiếm. Thì mấy con kiếm cái khác cho nó đeo lại nha. Sư phụ dám cá độ 1 trên 1 triệu tiếng sấm nổ sẽ quay lại, sẽ nổ. Còn nếu không nổ thì sư phụ chấp nhận cho tất cả các hàng đệ tử mà phản núi á, cứ đi đi, coi ai thắng ai thua. Tại vì mình phải nói một cái lô an ủi cho tụi nó, để nó đang ngồi cười phải không? Tại nó sẽ coi mấy cái này, các con sẽ thua rồi đó.
xương giả thua nè nghe, ngăn thua thì Trang thua nghe, ăn Trinh thua nè nghe. Có tật có tài mà. Bữa hôm sư phụ kêu máng Trinh xuống, trời ơi bà khóc, ô xin lỗi thái tử, đứa con này nó chấp. Sư phụ đâu có nói chuyện thẳng vô, kêu máng nó trên trời xuống luôn. Sư phụ có làm thiệt không à, không biết bây giờ nó có nằm mơ nghe không. Ô người đệ tử nhưng mà vô minh cực kỳ. Một bên á thì luyện âm binh, một bên thì kêu đọc Lăng Nghiêm ngay đây á, cái nào sướng hơn vậy? Mấy con thích đi luyện âm binh hay thích đọc kinh vậy? Chỉ chuyện đơn giản vậy thôi. Rồi á, một bên á thì là cùi bắp không có sen nào mà đi vô ăn quậy nước tha rồi còn nói này nói kia. Còn một bên đó thì hy sinh cả cuộc đời mấy chục triệu đô để làm chỗ cho mình có bóng cây bóng mát, mình ngồi đọc kinh thỉnh chư thiền xuống, bên nào là chánh bên nào là tà vậy. Còn mấy cái chuyện xuyên tạc, cái này là muội muội của sư phụ ở trên trời thì nó có cái sự thân thích, tự nhiên đi ghét muội muội người ta. Giống như giờ con đi người ta ghét em của con chịu không? Mỗi người có sứ mệnh. Trở về đường cơ long hổ từ năm 79, đã trải qua 5-6 đời rồi. Những cái bác mỗi một năm già đó là chết tại sắc phàm mà. Nhưng mỗi bác cũng vẫn về, mỗi lần mình cũng lớn ở đây nè. Giờ tới cái thời đại này á, thì những bác kia cũng già, sẽ có những người bước ra tiếp tục để mà lo tiếp, cho đến khi nào mà sư phụ đi về núi Cấm làm Minh Dương. Chứ không phải còn ma quỷ thì nó nói chuyện, muốn nói chuyện nào nói. Cái đó cũng là cái sự thử thách của cái hàng đệ tử, coi có vững bền gan bền trí mà sư phụ thường nói. Rồi có qua nổi cái đồng tiền mà của cộng sản nó gài vô trên núi mình để mà mua chuộc từng người hay không. Chứ chuyện rõ như bàn tay vậy đó, vậy mà có không nhìn ra được nữa. Bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất Sơn bảy núi ha, tức là ở bên đó đó người ta mong mỏi Minh Dương về nước, mong mỏi Đức Thầy xuất hiện. Thì câu này: Thất Sơn bảy núi nhiệm màu, dĩ nhiên Thất Sơn bảy núi là nhiệm màu rồi, lúc nào cũng nhiệm màu, cho nên bao nhiêu linh căn vong linh từ khắp mọi nơi dồn về miền Nam. Sau này khi có binh biến, miền Bắc cũng chạy vô miền Nam, chạy vô núi Cấm để nó coi cái sấm cơ. Nếu mà sư phụ trúng quá thì sấm cơ có nói ở dưới có đền vàng mỏ ngọc á, thì nó xuống nó đào. Mà bữa giờ là Trung Cộng nó khoan nó đào gần mấy chục năm rồi mà ở đào thấy gì đâu, nó khoan ngay cái mỏ vàng luôn á, mà giờ mấy ông thần quá thành đất sét rồi sao. Phải chờ sư phụ, cái bàn tay của sư phụ là ấn của cha nè, cái chân sư phụ là ấn, thì từ đất sét nó mới thành vàng được. Chứ còn á mà Trung Cộng nó có khoan mà ngay chốc cũng vẫn là đất sét à, đúng không Trung? Tụi nó ngu đến độ đó, tưởng đâu thần thánh ra kinh ra sách là để cho vui hả? Không bao giờ cho vui, trừ khi nó nghĩ là nó là người robot hay là người clone á, không có linh hồn. Chúng ta có linh hồn, chúng ta là thần linh, chúng ta là ở cõi quan âm thiên xuống, thì chúng ta chỉ mượn xác để học hỏi thôi. Thì tất cả những vị thần linh người ta không có xác nhưng mà ta vẫn là hiện hữu, cũng giống như mấy con mỗi ngày gặp các vị mỗi ngày nè. Mỗi lần đứa nào mà ngồi đọc kinh hả, sư phụ thầy nhìn thấy hả, muôn trùng luôn á, ngồi ở đây luôn á. Rất là đông. Đọc kinh ngay chỗ này, mấy chư thiên xuống rất là đông. Ngay chỗ này thôi, trên điện thì cũng có rất là đông, nhưng mà chỗ này là linh thiêng nhất. Cho nên đứa nào bỏ cơ hội, bỏ cái bông sen về trời đó, đứa đó cực kỳ khôn, khôn quá. Quá giang long hiện trên bầu trời Nam, tức là ở dưới núi Cấm á, mấy vị nói cho hụ ngày hôm qua đó, là dưới lòng đất có những con rồng khổng lồ. Con nên nhớ con rồng á mà của ông trời của cha đó, nó bự khủng khiếp. Cái trái đất này con nghĩ nó giống như cục đá vậy đó, cục đá nhỏ vậy đó,
ông rồng ông phun một cái là giống như thời thay so cháy hết trái đất này. Ông có thể quá ra bự mấy nghìn tỷ tỷ cây số bự cái bụng cái vòng tròn đó, biến quá mà. Cho nên thường thường chích long với bạch long bay trên trời, con thấy không, con thấy một chiếc máy bay có một khúc vậy nè, nhỏ vậy nè, mà trong khi con thấy nguyên một cái đám mây dài vậy là con nghĩ là bự hơn cả trăm lần chiếc máy bay rồi. Là mấy ông bình thường là vậy đó, còn mấy ông muốn bự hơn nữa dễ ợt. Thì lúc đó nó khi tiếng sấm mà nó nổ ra thì mấy ông rồng sẽ bay lên. Thì câu này ví dụ ở trên mới nói nè: quá giang long hiện trên bầu trời nam, binh rầm rộ núi sam núi sập. Thì lúc đó đó, những cái âm binh hay là những cái binh lực mà của con của Hussein đó, nó tấn công vô miền Nam á, thì quân đội của mình, quân đội của Chánh Nghĩa nha, trong quân đội của Việt Cộng của ông Phan Nhân Giang có bên bên tốt bên xấu nghe con, công an cũng có tốt có xấu nghe, không phải ai cũng xấu hết, mình không có nói vậy nghe. Rồi trong bộ chính trị cũng có người tốt người xấu nghe, cái gì nó cũng có tốt có xấu trong đó, núi mình cũng có người tốt người xấu. Thì đời nó có hai mặt mà. Tại vừa hỏi bữa giờ tại sao có cái nạn này, thì trên nói là cái đạo đại đạo ra đời là thiên tâm, thì nó cũng có tà lẫn lộn, nó có chánh có tà, để cho nhân loại sau này học bài học. Những người mà làm tan tác ngày hôm nay á, sau này á, sẽ có cuốn sách chửi tên từ đứa, và để cho những cái thế hệ sau nghìn năm sau á, học nhất tự nhất sư là gì, phản thầy phản bạn là sao, địa ngục thiên đàng là như thế nào, chánh là tà như thế nào. Phải có cho có cặp mắt bi chí dũng, chứ không có thể chạy theo bầy đàn. Tất cả linh hồn của chúng ta chết, cả cha mẹ anh em vợ chồng cũng không có đi chung với ta, thì tại sao chúng ta phải chạy theo bầy đàn? Ở Việt Nam bây giờ cũng theo bầy đàn. Cái giờ vụ mà ông thầy đi bộ vòng vòng ngoài đường á, dù có giải thích cái áo đó giống áo design, nhưng mà thù đâu có nói cái hạnh của ổng đi đi như vậy gọi là sai đâu. Nhưng mà thù cũng thường nói, nếu mà người nào mà khôn mà gáp lại á, có thường thù nói là ma diệt ma, thời mạt pháp này thời cuối cùng, ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Mấy ông thầy ma tăng là ông giờ ông Thích Trân Hoa, ông Nhật Từ, mấy ông đó là ma tăng, mấy ông sư quốc danh của cộng sản, thì cái ông này là siêu hơn nữa, thì ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Cũng giống như mấy ông cũ, giống như là ông Phan Đình, ông Dương Nhân Huệ gì đó, rồi Thưởng, rồi đại khái mấy ông nội đó. Hôm nay gặp Tô Lâm Thứ Thiệt cũng là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Đại khái cái công thức như vậy, chứ thù không có nói là ông nào ma, ông nào quỷ nha. Hiểu lầm, đừng hiểu lầm cái đó. Thì cái công thức là như vậy, ở trên sắp xếp là như vậy. Để làm chi? Để khi tiếng sấm nổ một cái á, thì Phật trời Bồ Tát xuất hiện, không có tạo nghiệp. Tụi mày á, dọn xong đi, tao chỉ dọn thu dọn chiến trường thôi, đưa dân tộc lên thành cường quốc, ấm no hạnh phúc. Chứ mấy ông đó đâu có ấm no hạnh phúc đâu, mấy ông nói là cái tôi. Chứ núi mình cũng vậy, con thấy cái tôi không à? Đứa nào mà bỏ cái tôi á thì quả mai á. Bền gan bền trí, binh rầm rộ núi sam núi sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Trời Tây là miền Tây, lúc đó sẽ có binh biến ở miền Tây, có thể giữa mình với miền đó. Trời Đông núi ngủ châu mài, ở phương Đông, ở đó là ở núi Cấm là Tây đúng không, là ở đây mình nhìn về mình đó, phương Đông là người ta nhìn ngược về núi Thiên Long Sơn. Câu này sư phụ tạm dịch vậy ha, là trời Đông núi ngủ châu mài, là mấy con hiện giờ mỗi ngày có đứa nào mà không có nhìn về Việt Nam mà chăm chiêu đâu, đúng không? Nhìn về Việt Nam chăm chiêu á, mình bữa nay mấy đứa kia nhiều lúc mình thấy chiếc máy bay mà đưa người trên phi trường qua lại Việt Nam, mình cũng thấy vui nữa, mình ước chi mình ngồi trên đó. Thì trời Đông núi ngủ châu mài, là ngồi trên núi Thiên Long Sơn này á, cái đầu mình cũng tưởng về Việt Nam. Giật mình hợp lại anh tài ra quân, thì lúc đó đó
tất cả các hội đoàn và những người trí thức, những người yêu nước họp lại quốc nội quốc ngoại. Rồi từng rồi sư phụ nói chuyện với đức thầy, cái đức thầy mới sư phụ mới nói con rất là hoang mang, con không có binh không có tướng, làm sao ai đưa con về gặp sư phụ. Cái tự nhiên ông đọc ra bài thơ, ông nói bài thơ gì ta, long hộ hả, long hộ phò trì ta. Cái đó là lời hồi từng kia hả, có người ở đây là đức thầy đọc. Tại lúc đó sư phụ cũng hoang mang lắm, tại vì mình không có binh có tướng, chỉ có mấy nữ đệ tử này sao làm sao đưa về được, trời ơi lo nó không xong nữa. Cái đức thầy mới đọc là khi có người nhân thập đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Ví dụ mấy con là hạng nữ nhi đi, không làm gì được chuyện lớn cũng là cây cỏ, mấy con ủng hộ là cũng là binh. Còn tả hữu là đảng cộng sản về hưu, ghét đảng cộng sản đang lấn quyền để mà đốt củi đốt lò, thật sự tụi nó đi lặn cướp, mày là bạn tao nhưng mà nhiều tiền tao, bữa nay tao dí súng vô đầu mày để tao lấy tiền của mày, nói thẳng vậy cho dễ chứ không có cần phải đi vòng vòng, phải không? Thì nó chỉ cướp qua cướp lại cướp tới cướp về. Rồi cái 4 triệu đảng viên thì thằng nào đi xuống thì lựa ngu khác đi lên, cuối cùng là đám ngu 4 triệu thằng ngu. Có hiểu không? Chẳng có nào có học gì hết, tại vì nó chỉ fill up cái con số thôi, con số cho nó đầy 4 triệu thôi, thiền này xuống thì lấy ngu khác lên. Trời ơi, nói đụng chạm nhưng mà nó thiệt để cho dân dễ hiểu. Hôm qua tao mày đi ăn nhậu, tao biết mày hối lộ đó, mày hối lộ của mày có mánh mùng với bạn Thịnh Phát phải không? Ok, tao kêu mày bỏ ra cho tao mớ, mày không bỏ ra là bữa nay tao kêu người tới làm thịt, tại giờ tao đang đang tại chức, còn mày là đang bị bãi chức. Thì thế đó, cứ làm tới. Cái quốc gia không có chỉnh đốn, nó cứ đi tới đi lui hoài, thằng mới sẽ lên ăn hiếp cũ, nó cứ xào hoài mà xào giữa bọn tụi nó thôi. Còn 100 triệu dân ai lo, ngóng cởi cổ dài á, chờ cho tới ngàn năm sau cũng chả ai lo luôn. Thế giới quốc tế cũng không lo, họ cũng chẳng có ai dám chịu chơi hết, chẳng có nó đảng cướp mà cướp qua cướp về. Tôi miếng nước nói tiếp. Tại sao hồi nãy xưa giờ sư phụ không có làm cái công thức này, đến lúc này á mấy vị không có cho việc cộng đeo theo sư phụ nữa. Hồi xưa là mấy vị cho, sư phụ mắt nhắm mắt mở chứ sao sư phụ không biết, để cho nó về nó báo cáo là thằng này là thứ thiệt chứ không phải là thứ hư ảo, không? Nhưng mà đến lúc này á, lại là tụi nó bắt đầu thấy sư phụ gì cũng nói trúng á. Rồi tụi nó có một số bày đàn mà làm trên mạng á, đông lắm. Không phải bày đàn cái miệng rộng là đúng đâu, không phải số lượng đông là đúng. Ở trên á, chị của sư phụ dạy á, để á, chỉ cần á, vài đứa trung thành là đủ rồi. Còn á, cả đống mà không có biết tu gì hết, cũng chẳng giúp với ích gì cho đại cuộc hết. Bây giờ sư phụ có 5.000 đệ tử hồi thiền, thiền tâm đọc kinh. Bây giờ có thêm 5.000 đi nữa, cũng chẳng có giúp sư phụ về Việt Nam nữa. Sư phụ chỉ cũng phải chờ cái tiếng sấm thôi à. Bây giờ sư phụ có 50.000, 100.000 ở Mỹ, cũng chả có làm được gì luôn. Nhưng ông Lý Hồng Chí có cả 100 triệu, ông đâu có làm gì được gì. Tu thôi mà. Cho nên sư phụ không có cần số lượng đông, sư phụ chỉ cần tất cả các người về Thiên Long Sơn. Một là muốn coi khỉ bảy màu này thù cho coi, hai là thật tâm, cái lòng thật lòng để cho trời đất chứng nhận, tại vì chỗ này là cái chỗ linh thiêng thánh địa mà. Và không có cần một sen nghe, ai mà đem một sen một đồng á là mình không có vui, nhưng mà đem bó hoa hay là dĩa bông trái cây cúng cha cúng mẹ cúng Phật thì rất là vui. Tại cúng xong rồi kiệt này cũng ăn nè, cúng bánh thì cũng ăn nè thì vui. Còn cúng tiền á không có nên để tiền, tại để tiền cái là người khác, người đi sau người ta vô người ta thấy trong cái chuông có tiền á người ta lấy, thì có phải là thay vì cái chỗ này tạo phước mà thành ra tạo nghiệp không? Tuy là mình là người mở ra đúng không, cho nên người nào mà bỏ tiền á người đó đầu tiên á là bị tội rồi đó.
Ủa bữa nay không có chín cái mình đói hả? Dạ có. Có gì quá. Không chín đâu. Nó sợ yếu quá nè. Giật mình hợp lại anh tài ra quân, trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ. Tại sao không nói trời Trung trời Bắc đi, mà là cứ nói trời Nam không? Ở nước Việt có cả ngàn cái núi, sẽ không nói núi Trường Sơn hay là đỉnh núi này núi nọ, mà cứ nói núi Cấm không. Núi Cấm lại đâu có cao đâu, nó phải có lý do đó. Vì nơi đó ngày xưa lúc mà sư phụ làm đại đế Khmer, nó là nước Phù Nam. Lúc đó là nó chấn động cả Đông Nam Á, nhất là vùng Đồng Tháp. Mấy vị nói là những cái cổ tích thành phố mà tiền tài và những cái kho tàng sư phụ chôn ở đó rất là nhiều, của những cái đời kiếp trước, mấy nghìn năm trước. Tại cái nào mà quanh liệt đó là cha cho sư phụ đóng dài. Cái này đóng phim mà, hiện giờ là phim Ngô Tuấn Kiệt. Thiệt á, hiểu không? Tới thì cứ nói mình nói hơi ảo không? Ảo hay thiệt á, nhìn đi. Tại sao trên cho chùa lộ cơ hết? Đó là gì? Hôm nay một số người hiểu thì được về trời, còn số người không tin. Nhưng mà của cái thời đại của Thiên Tướng Kiệt này còn đang mang sắc phạm. Thu còn mấy vị nói 88 tuổi thì nó còn khoảng ba mấy năm nữa. Sau ba mấy năm sau, những cái lời mà thụ nói hư ảo hôm nay á, nói thành lời vàng đó. Nếu mà không nói, nó có hiểu không? À, thụ là đại đế Khmer, thụ xây thành An Cơ Quán. Sau này thụ về Việt Nam mà nước Miên, nước Lào và nước Thái Lan, Miến Điện đều là trở về của sư phụ hết. Tại vì mấy ông thần đã hứa rồi. Hôm nay là hư ảo, nhưng mà ba mấy năm sau nó là lời vàng đó. Thì những đứa con Việt Nam sau này lãnh đạo nước Việt á, nó cũng sẽ làm theo lời hôm nay. Tuy là hôm nay mà nói một cách rất là bình thường, phải không? Nhưng mà sau này nó là thánh chỉ đó. Hiểu chưa? Chứ là phải nói. Còn thời nay á, cha nói, mấy vị nói, sư phụ cứ nói, nhưng mà người ta cười. Thì xuống trần á, có một lần sư phụ than, dịu bữa giờ buồn buồn á. Em mấy vị nói, ồ, hồi xưa ngài cũng chịu cho người ta phản bội đóng đinh, xuống trần kỳ này ngài cũng là volunteer để chấp nhận những cái đắng cay, những cái phủ phàng của mặt trái thế gian. Cái thế gian này nó khó độ lắm, đâu phải dễ độ đâu, thì ngài phải chịu thôi. Ngài đã ngài là giống như là tình nguyện viên mà, cũng giống như vua Thần Nông thời xưa lấy thân mình đi thử thuốc vậy đó. Bây giờ cũng lấy nhân tâm đi thử lòng nhân tâm. Tâm nào chập chờn thì sau này ở núi Thiên Long Sơn, những người sau sẽ nghe clip này sẽ hiểu. Sẽ có một cái nhà, cái miếu rất là lớn, tại mình 500 mẫu mà. Thì trong đó mình thờ đủ tất cả các vị ở đây, giống như có Xích Long, Bạch Long, Sơn Thần, và những vị giống như tới Đại Thiên Dương hay là ông Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, rồi những vị khác. Trong đó cũng có những cái tượng của những người xấu và những đứa đệ tử xấu, để mà cho sau này những hàng đệ tử họ thiên sao đó, họ nhìn vào cái bài học của 0404, họ nhất định sẽ làm. Một bên á thì sẽ được cắm hoa, một bên á thì để cà chua. À, sư sẽ làm thiệt, sư hứa là thời sẽ làm. Đến đó là bài học. Có tên, có tuổi là làm chân dung luôn. Rồi ở nước Việt, sư phụ sẽ không có quỷ tượng Hồ Chí Minh. Sư phụ vẫn để, sách Hồ Chí Minh sư phụ vẫn để. Cũng giống như Tần có với Nhạc Phi vậy đó. Một bên vậy, một bên để vô ta phun nước miếng, còn bên người ta vô người ta vái lại vậy đó. Thì sư sẽ làm vậy, thì những bài học nước Việt sư cũng làm vậy. Chứ đừng tưởng sư về cái lấy tượng Hồ Chí Minh đập hết, không có. Sư chỉ để cà chua với gà thúi, trứng gà ung
À, để nó học chứ giờ con quỷ lên nó quên rồi mai mốt nó trở lại làm sao? Chú hù có khả năng, ví dụ như dù có để cái hình, để cái tivi giống như kiểu hồi xưa vậy đó, để cái hình của một cái người nào đó mà không đúng, hay để cái mặt Nguyễn Minh Tiến thì phải không, để đó rồi phụ nói hết những cái chuyện gì trên này xảy ra vậy đó, kể hết rồi con nghĩ nó đi tới đâu. Con nghĩ cục hột sòn với cục đá chén dừa miệng vừa miếng kiểu, cuối cùng rồi anh em cũng là nồi dài sáu thịt, không có đáng thôi chứ không phải sư phụ không có biết cách để làm. Hồ chỉ mong á đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Con trâu á nó ngu á uống nước đục, trâu khôn uống nước trong vậy thôi, đừng có ai đụng tới ai là được rồi. Đó là cái lòng từ bi của sư phụ. Nhưng ngược lại sư phụ cũng mong tất cả các hàng đệ tử đây, khi mà tiếng sấm nổ vô không còn ngồi đây nữa, cũng mở rộng vòng tay để đón hết. Không có nên nhắc lại chuyện cũ. Mình có luật 3 ngày, họ có cái luật thù suốt đời, thì cho nên hai cái đó nó khác. Giữa Phật và quỷ nó có khác chỗ đó. Chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta học Phật, đọc Lăng Nghiêm. Chúng ta không có học cái gì ngoài Lăng Nghiêm thập chú. Người nào bỏ thân Lăng Nghiêm thập chú mà nói là tu là người đó là tà đó. Rất là đơn giản thôi. Trên thế giới này, tuy là sư phụ cũng không có thích những ông thầy Quốc Chinh, nhưng mà mấy ông cũng đọc Lăng Nghiêm thập chú. Nhưng mà mấy ông đọc, mấy ông có đọc từ trong tâm hay không, hay là mấy ông chỉ đọc cho có rồi mà ông vẫn còn tham tiền, thì còn đỡ hơn là bỏ Lăng Nghiêm thập chú. Nên nhớ, thiên tâm chúng ta, cha mẹ và đức thầy và các chư Phật đã ấn định mạnh tu theo Di Đà Quan Âm, đúng không? Là Lăng Nghiêm thập chú, mà đứa nào mà bỏ Lăng Nghiêm thập chú là tu quỷ tu ma. Nên nhớ lời của Thiên Quang Kiệt nói trong bài Kính Thiên, cha mẹ có nói rõ mà, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời. Thật sự là cứu rất là nhiều người. Đây là ân phước Phật trời ban cho sư phụ là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà. Chánh đạo là gì? Chánh đạo là gì? Hội đồng chư Phật và cha mẹ đã chọn cái đạo này xuống thế gian thời mạt pháp tận thế này. Tại sao không chọn thời bình thường? Tại sao sư phụ dám nói là tà mạt pháp tận thế? Nó phải matching. Chứ giờ nó đâu phải là một cái thời đại bình thường đâu. Mà nếu mà thời đại bình thường thì cái đạo thiên tâm đâu có hiệu quả. Luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm. Di Đà Quan Âm là gì? Lăng Nghiêm thập chú. Nam mô Tát Đắc Tha Chư Giờ Đa La Rớt Ta Ma Mi Ta Mô Đà Đắc Tát Đắc Tha Đà Của Di Phát Ni Sa. Thì cứ đọc thế mà cứ đọc. Về Đại Bi con cứ đọc Đại Bi. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Dạ Gia Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế. Rồi cứ đọc giảng sanh, tại giảng sanh nó có thiệt, nhưng mà người phàm chúng ta ít có ai giảng sanh. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Đà Bà Tỳ. Thì cứ thế mà đọc. Mà ai mà bỏ những cái câu đó, còn cái câu mà thời vạn tâm với thiên đình á đã quịch rồi á, thì thôi cứ ở đây khi nào lao cái núi đá bằng khăn á mà nó mòn á thì hãy về trời. Tại vì khi đã học tà rồi là chấp nhận mình ở lại cái địa cầu này mãi mãi đó, mà dùng chữ mãi mãi. Tại vì trên đó không có chấp nhận mấy cái chuyện đó. Bây giờ con nghĩ đem một thằng hút cần sa đi vô trong một cái chỗ buổi tiệc sang trọng của người ta, rồi nó hút trong đó rồi sao? Trên trời là những người lịch sự lịch thiệp, những người mặc đồ vest cà vạt.
tu theo di nè, tu theo di đạo văn hạnh, tu hành theo đúng thiên tâm. Phải đúng thiên tâm. Thiên tâm chúng ta là có 12 giới luật. Có điện thoại không? Đọc đứa nào đọc dùm cái giới thứ nhất em. Đọc 12 giới luật thiên tâm dùm em. Đọc ra tiếng được rồi. Ở cho họ nghe được. Đọc 12 giới luật thiên tâm. Thứ nhất, nhân lễ nghĩa trí tính. Và đa ngân. Nhân lợi nghĩa trí tính là cái đầu tiên, là để cho những người bình thường sau này nắm chức vụ chức quyền, họ không có ăn chay, họ không có tu, không có đọc lăng nghiêm, nhưng mà họ có nhân lợi nghĩa trí tính, họ có tinh thần dân tộc, trả ơn cho tổ quốc, ân đồng bào, ân nhân loại, ân cha mẹ, thì là cũng là một người hơn cùng cái thời đại này mà tham nhũng có ngày rồi. Chỉ còn một điều thôi, giữ một điều thôi. Cái thứ hai là gì? Thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, ăn chay hoặc ăn tam tịnh nhục. Thì cái đó thì ai cũng biết. Nhưng mà cái thiên tâm chúng ta mở rộng cho toàn thế giới thì là tam tịnh nhục. Cả thiên đến kiệt sư phụ hôm nay, cha mẹ nói con đi tùm lum phải giữ gìn sức khỏe thì ăn tam tịnh nhục. Còn đứa nào mà ăn chay được thì sức khỏe tốt thì tốt. Nhưng mà không có tu mà ăn mấy con nhúc nhích á, mình cũng chỉ nhúc nhích á, thì là tạo nghiệp á. Chứ không có tạo nghiệp. Vậy chứ mấy ông thầy ta tạng toàn là ăn mặn không á. Rồi bên Miến Điện người ta cũng thành A-la-hán Thái Lan rồi đó. Rồi sao? Hồi xưa du học đi học đạo là bên Ấn Độ mà. Mấy thầy ta tạng mà. Kế tiếp. Thứ ba, không nói dối, nói ra vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Cái đó họ thiên chúng ta, đứa nào mà đã phạm vào cái đó thì làm ơn sửa. Cái đó rất là khó. Nhưng mà con nhìn thấy đó, bao nhiêu đứa giữ được cái giới này? Tát bét rồi. Tiếp tục. Thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho vay nặng lãi. Dĩ nhiên chúng ta không có cái đó. Thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu toan hại người. Vậy suối đệ tử lên mạng chửi tùm lum, nghĩa là gì? Người dùng đồ chẳng em, rồi dùng âm binh, nghĩa là gì? Tại sao mấy con không biết ngồi phân tách cho kỹ lại? Sai giới hết trơn. Phật không bao giờ làm mấy cái đó. Tiếp tục. Thứ sáu, không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Thì cái đó ai cũng không có làm gì hết. Thứ bảy, không tà dâm ngoại tình. Cái đó không có. Mà họ nói một điều, một điều họ không bao giờ nghĩ. Sư phụ đi với mấy con gái, nhất là mỗi mỗi sư phụ với mấy đứa YouTuber, thì khi tà đó, cộng sản nó lên, nó xâm nhập đó, thì nó không có cái gì. Nếu mà dù có là nó đã lôi ra có ngày, có giờ, có tên, có tuổi, cái lộn cái xanh. Nó chỉ là xuyên tạc thôi. Vậy mà rồi ai? Con nên nhớ những người luyện âm binh, những người đó, cái máu sân và cái máu dâm họ lên kinh hồn lắm. Còn chúng ta không có cái phạm cái đó. Sư phụ tới ngày hôm nay chẳng chưa có phạm giới gì hết. Sư phụ vẫn giữ giới đó. Thứ tám, không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Sư phụ vẫn giữ giới đó. Sư phụ có nhiều tiền cho hết, không có sợ nghèo, cũng không sợ bệnh nữa. Dĩ nhiên là không sợ chết rồi. Nãy giờ là giữ hết rồi đó. Chưa có gì mà phạm. Đọc tiếp. Thứ chín, không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Nó là càng không có nữa. Đây đôi bàn tay trắng 10.000 đô dựng lên sự nghiệp 1 tỷ đô, chỉ đi cho thôi. Tiếp tục. Thứ 10, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo. Cái đó là bắt buộc. Thụ kêu mấy con đạo nào giữ đạo đó, vô nhà thờ hay là đạo Phật thì theo đạo Phật. Chỉ có một cái là sư phụ được lệnh của bề trên,
những người lạ mà Việt Nam qua hay là những bác già không cần biết nít, trước khi ngày đầu tiên gặp sư phụ á, đừng bao giờ đến gần sư phụ trong vòng 10 thước. Đó là luật. Còn á, nếu mà mình như kiểu người đời, tại sư phụ là thiên tử, người ta có thể ám sát bằng bất cứ cái gì. Con nên nhớ hồi xưa ông Trần Đại Quang mà đi vô ngửi máy lạnh thôi cũng bị chán đen thui chết quẹo á. Sư phụ cũng phải cẩn thận giữ sắc phàm để làm việc cho Đức Thầy, đúng không? Cho nên đừng có hiểu sư phụ là kỳ thị, hoặc là kỳ thị sao mà làm được cái này. Cũng vẫn giữ giới đó. Ai muốn chửi thì cứ chửi. Tiếp tục con. Thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm. À, cái đó là ai phạm nặng. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta không có luyện âm binh, chúng ta không có xài âm binh trên núi. Người nào luyện âm binh, người nào thư ếm bùa ngải thì biết. Lăng nghiêm thập chú là nó kỵ nhất cái đó. Dấu thiên tâm là kỵ nhất. Hình tượng cha mẹ là bùa ngải nó sợ nhất. Cho nên những đứa nào mà luyện mấy cái đó, nó rất là sợ những cái món. Thứ nhất là cuốn kinh thiên tâm, thứ hai là hình tượng cha mẹ, thứ ba là dấu hiệu thiên tâm, thứ tư là những vật gì mà sư phụ điển vô. Tại sư phụ có 7 dòng hầu quang, âm minh nó sợ dữ lắm. Tiếp tục. Thứ 12, phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày. Đứa nào không đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày, từ nay không còn là họ thiên nữa, và mãi mãi ở lại thế gian này. Tại vì tu luyện không có đúng thì không bao giờ được về trời. Đó là cái policy của thiên tâm 12 giới. Hiểu chưa? Rất là quan trọng. Tại vì con luyện âm binh, ở trên trời có âm binh không? Có nhiều thôi, gì mà không hiểu. Những cái gốc mà mình không nắm, mình đi nắm cái ngọn và cái lá khô. Các con gắng nhớ lời hôm nay. Hôm nay sư phụ lên mạng nói chung dung, không có đả kích ai. Chỉ nói là sư phụ vẫn giữ đúng 12 giới. Sư phụ không có lỗi gì với hàng đệ tử. Và mỗi mỗi sư phụ cũng là người rất là hiền. Bị ăn hiếp bao nhiêu năm sư phụ cũng để cho ăn hiếp. Tại mẹ kêu để cho nó thử nó đi. Anyway, trở về chuyện hôm nay là tiếng sấm nổ. Khi tiếng sấm nổ rồi thì lúc đó mới biết đá, biết vàng, biết thật, biết giả. Còn tiếng sấm mà không nổ, sư phụ thua hết. Đức Thầy cũng là một cái huyền thoại. Tất cả kinh điển thế giới đều là huyền thoại. Bao nhiêu nghìn năm người ta nói về tận thế cũng đều là huyền thoại. Cho nên cái cuối cùng vẫn phải chờ tiếng sấm nổ. Thì đó là một cái puzzle cuối cùng để gáp lên một cái bức hình mà nhiều nghìn năm nhân loại đang chờ đến. Và tất cả các hội thiên nhân thế giới cũng đang mong xảy ra. Nhưng ngược lại, thiên ma họ không bao giờ tin cái đó, và không bao giờ họ nghĩ sẽ có cái đó luôn. Cho nên lòng của họ chập chờn thay đổi là do cái tâm ma đó, con biết không? Còn tâm Phật phải có lòng tin. Nước Ấn Độ ngày xưa mất đạo Phật là vì không có đồng tin. Những đứa mà không tin cha, không tin sư phụ, không có lòng tin vững vàng như Thượng Đế thì cũng đi xa vào địa ngục A Tỳ. Không phải phụ chùa ẻo, nhưng mà vì đã phỉ báng và đã chối rồi, chối cái chánh rồi, đi theo cái tà, theo tà rất lâu về trời. Mình không có thể nào một cái sức bồng bột hay cái ngã hay cái sân cái si mà mình có thể sai một cái lỗi đi sai như vậy được. Cho nên hiện bây giờ chỉ có những người mà không còn cái tâm á, bị u mê, không còn chánh nghĩa, họ mới không có mong là Đức Thầy xuất hiện. Họ không mong là cái tiếng sấm không có nổ. Họ không mong là sư phụ là Minh Dương. Họ không mong cái gì mà xưa nay sư phụ nói là trúng. Nhưng mà sư phụ nói trúng 80-90%. Hôm nay sư phụ chỉ còn thiếu một cái tiếng sấm nổ. Hôm nay mình nhấn mạnh cái tiếng sấm nổ để cho tất cả mọi thứ sau này đừng có ai đó mà trách tại sao sư phụ không có nói rõ. Gắn nhớ, sư phụ đã từng nói rõ rất là nhiều. Khi nhập thất, Đức Thầy có nói con sẽ bị gièm pha. Khi ra khỏi thất, sư phụ có nói các con sắp sửa bị khảo. Sư phụ có nói, và nói mỗi ngày, nhắc nhở mỗi ngày luôn á. Nhưng mà cái
lực tà đó nó mạnh hơn lực chánh. Đại chánh không có mời gọi, đâu có ai rảnh đâu mà gọi ông thổi ông giọng, chỉ có tà đó, tà tâm mới kéo phe mới gọi. Ở trọ xe phòng không có tốn đồng nào, vô nhà ta ăn cắp con của người ta, dạy con ta đi ăn cướp, chửi lại cha ta, ai chánh ai tà, nhỉ nhiêu đó thôi. Cái núi này cả mồ hôi nước mắt sư phụ bỏ ra mấy chục triệu á. Cho nên cộng sản hôm nay nó đầy rẫy cái núi này, tràn ngập luôn, thì mình mới cuộc đại sàng lọc cuối cùng. Hồi xưa mấy vị cho họ theo là vì cái mặt đạo á, khi cái đại đạo ra đời nó có cái mặt trái và mặt phải. Cái gì cũng tốt không, cũng không có đúng, phải có mặt trái để cho người ta mới học hỏi được. Con thấy cái lá cây không? Để giùm thù cái lá cây. Lá này giờ nó khô, nó có màu. Và cũng được, bẻ cái lá tươi kìa. Lá nó rụng về cội, nên nhớ. Họ thiên sau này tất cả cũng rụng về cội, cũng gom về Thiên Long Sơn. Nhưng mà cuối cùng cũng là một màu, cũng là họ thiên, cũng là con của Thượng Đế. Nhưng mà đứa về trước hay đứa về sau. Nhưng mà cái lá nó có hai mặt, mặt trắng, mặt láng và mặt này, đen và mặt xanh. Cái đạo nó cũng vậy thôi, cái đạo nó cũng có hai mặt. Ngày xưa Bồ Đề Đạt Ba như thế nào, hôm nay 22.000 mấy năm bị nhân loại nguyền rủa, thì đạo Thiên Tâm sau này nó cũng vậy thôi, đâu có khác gì đâu. Ông Perry phản Chúa như thế nào, tới ngày hôm nay nhân loại cũng nguyền rủa. Ông Mohammed nhóm đệ tử phản ổng rồi giết ổng, ổng phải chạy từ thành Mecca đi qua thành khác. Hôm nay cả đống nó hối hận, nó đi bộ một ngày là mấy triệu người á, nó đè lên nhau nó chết lịch bịch, mà năm nào nó cũng chết á, là vì lòng hối hận á. Bao nhiêu bài học chúng ta học không? Những gì giáo chủ ra đời thường là rất là vất vả, nhưng mà phải có cái lòng từ bi và nhẫn nại. Sư phụ của con lúc nào cũng từ bi và nhẫn nại, nhưng mà những vị thần thánh không có nhẫn nại nha. Mấy vị rất là từ bi, nhưng mà mấy vị chỉ cho cơ hội một hai lần là thôi á. Sư phụ cho cả ngàn cơ hội nha. Để đọc cho hết cái bài này cái này. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Ở ngoài Bắc á, nó sẽ khóc than. Là vì sao? Là vì lúc mà Biển Đông dậy sóng á, con nghĩ ở đảo mà Hải Nam á, nó đặt qua tiễn nó chỉ ngồi nó bấm nút giống như hàng nhóc mà chơi game vậy đó. Bấm, bay qua, bay qua. Sát bên nè, qua tiễn nó bay là mấy trăm cây số cũng được mà. Thì đây có câu là trời Bắc miền rầm rộ khóc than, Đông Tây Nam Bắc quy hàng. Tức là chỗ nào á là cũng quy hàng hết. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thì lúc đó là thiên ánh đạo vàng là đạo chúng ta nè. Quý vị ở trên Đức Thầy gọi là đạo Thiên Tâm, là thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thì lúc đó đó cả đống người nước Việt á bắt đầu mới về núi tìm sư phụ, tìm mấy đứa con còn lại, nhưng mà không gặp được sư phụ nữa rồi. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên, sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ. Thì lúc đó tiếng sấm đầu tiên sẽ nổ, thì có những tiếng sấm khác. Bữa giờ là 2 tiếng rồi. Miền Bắc Châu lâm khổ quốc trung. Tức là ở ngoài miền Bắc á, chúng ta gần với Trung Cộng, Lạng Sơn gần, nó đẩy xe tăng qua là rất là khổ. Ngoài Bắc á, nó có nhiều đền, nhiều miếu của những vị vua càng mấy nghìn năm che chở, nhưng mà ở ngoài không có biết trân trọng á. Cho nên lập cái thủ đô ở Hà Nội gần quá. Mà nên nhớ một quốc gia mà thủ đô sát bên như vậy dễ bị thôn tính, đó là mưu đồ của Trung Cộng. Tại sao mình không lập ở miền Nam?
để nó mà có qua mình còn trở tay kịp chứ con. Giống như nhà của con, cái master bedroom của con cũng phải nằm trong, chứ đâu có Mỹ nào nó ngu xây cái master bedroom ngay gần cái cửa đâu. Nên nhớ, tay ăn cướp nó vô á, dầu sao cũng còn vài bước mình đỡ, còn này bước cái là tới luôn. Con thấy có ai làm kỳ cục chứ không? Cho nên tại sao Đức Thầy á, hồi xưa la sư phụ luôn á, đừng nói làm chi vậy. Con á, con phải vẽ Sài Gòn 3 vòng cho ta. Tại sư phụ được dạy từ mấy chục năm nay, cái bản đồ nước Việt ngày xưa nó màu đen, thước 75 á, trời ơi, mấy vị kêu sơn màu đen nghe. Cái chừng già 3 năm cái mấy vị kêu ok rồi, bắt đầu sơn màu xanh green, sơn màu xám. Sơn cho tới ngày hôm nay con vô con chụp cái hình con coi màu gì? Màu vàng. Thì những năm gần đây mấy vị kêu bây giờ bắt đầu màu vàng rồi đó. Nhưng phải vẽ 3 vòng ở Sài Gòn. Khi con về con nắm chính quyền, thủ đô phải nằm ở Sài Gòn để đem cái nền kinh tế trở lại. Tôi vừa chỉ nói vậy mà bây giờ bến lắm, tụi nó cười, ồ thủ đô Hà Nội. Hà Nội để cho tàu nó vô á, nó tiểu xuống mà cũng ngập lầu mày lục chết nữa. Nó đông dân hơn mình mà. Chơi cái những cái thằng bán nước. Cái đảng cộng sản là nó bán nước cho tàu, cho nên nó mang tàu kêu nó làm gì nó làm à. Thu về để mà làm cho nước Việt thoát khỏi cái gông cùng Trung Cộng thôi. Chúng chẳng có ham muốn gì. Miền Bắc Châu lâm khổ quốc trung, Hạ Lào sấm nổ âm âm. Tức là miền với Lào á, là quấn lộn với mình á. Miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can, miền Nam bị miên sang xâm lấn. Đó ai cũng biết rồi đó, nhớ dàn trận này. Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Tại vì tiền á, mấy ông đã chuyển qua Âu Châu hay qua Mỹ hết rồi, con cái qua đây hết. Rụt rịch cái là đẩy cái vali lên máy bay là xong. Hồi xưa á, 75 á, mình còn phải nhảy xuống tàu Trường Sưng hay là đi tìm ghe rồi đi đường bộ rồi đủ kiểu. Còn này á, là tiền bạc rồi tài sản nhà cửa bên đây sẵn rồi. Chỉ cần lên máy bay 777 không? Việt Nam máy bay 777 nó bay qua San Francisco là xong. Nhớ qua San Francisco ghé Thiên Long Sơn thăm tôi nghe mấy đại ca. Tại tôi nói trúng quá. Sẽ có cái đó, lẹ lắm. Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu, có nghĩa là không có lãnh đạo thì là như là Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, con nghĩ ai là đầu trâu mặt ngựa? Nhìn lại mấy ông lãnh đạo, có ông nào đẹp trai không? Nhìn cái mặt tôi làm đi, cái môi trời trời không á, có đẹp trai đâu. Chứ bộ thấy được gió thử còn đẹp trai hơn Tô Lâm nữa. Để gió thử làm chủ tịch nước có lý à. Dương Đình Huệ cũng đẹp trai nữa nè, phải không? Trời ơi, nhiều người đẹp trai hơn Tô Lâm nhiều. Cho nên mấy vị mới dùng câu là đầu trâu mặt ngựa lo âu á. Tại vì ông gửi tổng cục hay qua đây nhiều quá. Cho nên ông cũng phải đây là đang xã nghiệp giùm. Bữa giờ cộng sản lên núi mình quá trời, con thấy không? Là do ai? Do công an. Công an là ai lắm đầu? Họ nghinh chiến sư phụ á. Hả? Rồi đi mua chuột người cho núi mình á, quậy mình á. Chứ khi không sao có chuyện này. Là cộng sản không? Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Cái câu này mới hay nè nha. Sao vàng dẻ có nhức đỏ không? Đây mượn thảy qua con, thảy qua được rồi, thảy cái viết.
Cái này không giống ngôi sao à. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Đứa nào vẽ được cái lá lá sao vàng bản đỏ coi. Rồi vẽ anh cái lá nè. Nè vẽ đẹp đẹp á, sao vàng bản đỏ. Tại mình không có lá cờ đỏ sao vàng đây, mấy con tự vẽ đi. Lo mình cũng cần lá cờ đó một chút không? Cho lên màn hình rồi cho vui. Vẽ là vẽ lá cờ hết con, nguyên lá cờ luôn. Cái câu này là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Mà sao vàng bản đỏ sao rụng đầu? Nó rụng đầu thiệt á. Đây là sao vàng bản đỏ. Đó không? Đây là sao vàng bản đỏ nè. Mà nó sẽ rụng. Rụng giống cái lá này rụng vậy đó. Đó, rụng. Rớt xuống. Thì cái câu này của Đức Thầy nói là nó sẽ rụng. Sao mai rụng đầy đường mà. Có rất là nhiều bài của các chi vị nói về cái cờ đỏ sao vàng này nó sẽ rụng đầy đường. Bây giờ chú Phụ thấy mà ai mà đi vô lăng Hồ Chí Minh đó là người đó sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Cách đây 6 tháng trước, một vị rất là lớn về họp với sư phụ. Nói Putin, Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, lúc đó bác Trọng chưa bị bệnh nữa. Nói những người này, cả ông Biden luôn, những nhân vật này đã cục ngõ rồi, không còn lối đi nữa. Họ thiên chúng ta, thiên Tuấn Kiệt và cả Đức Thầy, đường đi rộng mở. Thì hôm nay Putin tự nhiên chui chui vô đi hút mớ trượt của Hồ Chủ tịch. Bữa nay đi viếng thăm Lăng Ba Đình á, thì con nghĩ Putin mà về Moscow kỳ này là thế nào, cứ bị Zelensky đột kích à. Thưa bà đã từng nói mà sao hồi nãy ngu thiệt á. Ai mà vô Lăng Hồ Chí Minh là người đó ngóc đầu không nổi. Con coi lại đây từng người. Tại trong đó nó là con quỷ, nó ém những cái âm khí. Không phải sư phụ là chiêu chọc đâu, nghe mấy đại ca nói thiệt á, mình là người tâm linh, mình có cặp mắt khác người thường. Vậy mà bữa nay Putin tự nhiên cái tự tìm chỗ chết. Chắc có lẽ bữa nay vô ngắm nghía coi Hồ Chủ tịch lăn xác kiểu nào để mình về bắt trước. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Tức là trong một khắc á, mọi thứ thay đổi hết. Rất là lẹ. Mà những ngày gần đây á, khi mà tất cả cuộc sàng lọc trên thế giới và sàng lọc của chúng ta, thì các con thấy cơ trời đi còn lẹ. Trong năm nay, đứa nào mà còn gặp sư phụ thì gặp từ đây. Nếu không khó lắm. Thời gian chú ở núi Thiên Ông Sơn là tính theo ngày á. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai, bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần. Tức là ở miền Nam á, bảo giang thiên tử sức, thì sư phụ sanh ra miền Nam, Đức Thầy cũng miền Nam, lập đạo hòa hảo ở miền Nam. Tất cả những gì Phật thánh đều là bây giờ là dồn về Nam. Ở bên Tàu á, cũng có câu là Phật từ Tàu đi xuống Nam. Thì đây mới hợp với câu này, miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mùa phục quốc ở gần, rất gần ở dân. Sẽ mùa phục quốc rất là gần ở dân. Tức là sẽ có một ngày tươi sáng của nước Việt. Ngày đó là cái bàn chân sư phụ phải về, Đức Thầy phải xuất hiện. Nếu không cái dân tộc Việt Nam sẽ bị Trung Cộng thôn tính. Đó là nhiệm vụ của sư phụ về mặt đời. Nhưng mà về mặt đạo sư phụ đã thành lập ra gần 5 năm nay tự động. Hôm nay mấy vị kêu đạo tự động nó có rồi. Tự động mới rồi con đừng bỏ nhiều thời giờ. Con chỉ bỏ thời giờ bên phía đời. Thì lâu nay là đời.
Sư phụ cũng ít đeo cái còng mấy nữa, là tại đeo cái đó đó. Khi nào mà nói chuyện đạo, mà trước khi nói chuyện đạo á, là sư phụ phải review lại, phải ôn bài về đạo. Còn cái đầu bây giờ nó đang nói, nó đang lo chuyện đời, cho nên con không có thể mà cùng một lúc mà ăn mặn và ăn ngọt được. Hôm nay tóm tắt lại là nói về tiếng sấm. Clip bữa nay mấy con có dùng được tiếng sấm thứ ba cuối cùng, nó sẽ nổ trong vài tháng tới. Đức Thầy xuất hiện, Hồ Việt Nam. Đó là cái cuộc nói chuyện bữa nay là chính. Và cái bài này là của Đức Thầy. Cái thứ hai, Thầy giải thích rõ giữa chánh và tà. Cái thứ ba, Thầy sẽ nói tất cả các họ thiên sau này sẽ đoàn tụ trở lại. Những đứa họ thiên mà có chánh kiến hôm nay đó, dùng chữ chánh kiến đó, sẽ mở rộng vòng tay, không có được có sự ngăn ngại. Thứ tư, tất cả họ thiên sẽ rất là khó gặp sư phụ. Thứ sáu, sư phụ chỉ nói lại 12 giới lực. Tới ngày hôm nay sư phụ của các con vẫn chưa có phạm giới. Còn về mặt đời ai muốn hiểu sao hiểu. Và thứ sáu, sư phụ tuyên bố một điều mà ngày xưa sư phụ nói hoài tụi nó không tin. Chúng ta không phải gặp nhau ở đây, tuy là giống như hiệp thành đệ tử, nhưng mà chúng ta đã từng sống chung ở cõi trời. Chúng ta chỉ xuống đây để làm gì? Huống hồ chi sư phụ chỉ xuống đây một mình hả? Cũng phải có anh có em chứ, đúng không? Cha đó, ông ta muốn lên mạng để mà cho Việt Nam biết. Để mà được điểm. Tự nhiên ta đang nói chuyện để chạy ngang. Từ nay Thiên Mai Thảo gọi với mấy đứa đệ tử có quyền gọi sư phụ là ca ca, sư gọi là mũi mũi. Chứ giờ á, ông làm đệ tử thầy trò thì cũng có, tùy theo lúc. Nhưng mà chính thức mấy con muốn gọi mũi mũi ca ca cũng được. Tại trên trời sư phụ nhỏ xíu tuổi, chúng ta là anh em chứ anh bạn bè. Thầy trò là thầy, cũng là thầy trò. Đó là vậy thôi, sư phụ không có chấp mấy chuyện kêu xưng hô gì chứ. Chuyện quan trọng á là mình phải có lòng tin với Thượng Đế là được rồi. Ok, hôm nay mình khoan á, con quay vòng này, quay vòng. Xin tạm biệt cái clip này, hẹn kỳ sau. Thường cuối clip quay một vòng cho vui phong cảnh. Ok rồi, mời tất cả đi ăn cơm. Các bạn nó phải full clip chứ. Con đi.